Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long Bùi lại tiếp tục làm một clip mới giới thiệu đến mọi người những cái đàn guitar classic của Nhật, đó là Yamaha Sur 300, Matsuka No 20. Chỉ cần tem chữ ký, tem nâu chữ ký, những cái đời rất cực kỳ hiếm, và hai cây Sur 400. Thì mình phân ra từng clip để mình làm cho những người thích classic thì có thể theo dõi được, nó tiện hơn, nó không phải dài mà Long Bùi lại đăng quá lâu. Đó, cái clip nó được chạy nó nhẹ nhàng để cho mọi người xem, nó cũng dễ dàng được theo dõi và chọn cho mình được một cái đàn yêu thích. Và một clip làm về những cái đàn dây sắt acoustic. Đó, thì tí nữa mình làm clip dây sắt sau ha. Thì hôm nay mình sẽ làm 4 cây dây ni lông để giới thiệu đến mọi người. Và những cái cây này thì gọi là hiện bây giờ dòng đời của Yamaha và Matsuka gọi là cực kỳ hiếm trên thị trường, hiện bây giờ là không có hàng mọi người ạ. Thì Long Bùi cũng cố gắng làm theo cái yêu cầu và sở thích của những người chú, người anh, luôn luôn hướng đến ủng hộ cho guitar Long. Yamaha Sur 300 thì cứ rải rác về 1-2 cây để có cái hàng đấu, hàng mua, chứ rồi thật sự là bây giờ không có. Yamaha Sur 400 thì lại cực kỳ khan hiếm. Còn những cái đời mà đời 1 chỉ, 2 chỉ, bây giờ giá hiện bây giờ mình mua so với những người ở bên Mỹ và bên Tây Ban Nha, Mỹ và Tây Ban Nha họ mua rất mạnh, cho nên giá lại rất cao, cho nên Việt Nam mình đa phần là không mua nổi những cái dòng đó. Và không mua nổi thì mua lại những cái dòng mà gọi là đã bở, nứt, thì bên đó họ không mua thì mình mới mua nổi thôi. Cái đó là cái điều mà mọi người nếu mà theo dõi những clip kỹ thì đều có thể thấy được. Còn đa phần Long Bùi làm là những cây đàn cần nó phải đẹp, cần nó đẹp thì Long Bùi mới làm, còn đa phần cần xấu thì sẽ không làm. Thứ hai nữa là những cái đàn mà đa phần nứt gót, nứt cần hay là nứt thùng thì đa phần Long Bùi cũng gọi là cực kỳ hiếm làm. Lâu lâu thì bị dính 1-2 cây trong cái vòng đấu mà mình thì không thấy thôi, mình không thấy thôi. Còn đa phần là những cái hàng của Long Bùi làm là ưu tiên, thứ nhất là cần, thứ hai là mới về đồ đẹp. Tại quan trọng về những cây ni lông gọi là cần nó phải thẳng thì người chơi nó phải chơi nó mới được nhẹ nhàng, âm nó mới chuẩn. Còn mà những cây ni lông bên đó họ không có tiêu mà cần cong mà hàng đẹp thì cũng không có là gì hết đó. Cho nên Long Bùi luôn luôn là ưu tiên về cần trước nha mọi người. Thì xin chân thành cảm ơn mọi người, người chú, người anh ở tất cả các tỉnh thành đã ủng hộ những cái clip về dây sắt và ni lông của Long Bùi từ dòng cao cấp tới dòng thấp rất nhiều. Thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, cho nên Long Bùi cũng phân ra hai clip nhẹ nhàng để cho mọi người theo dõi được những cái đàn gọi là như là món ăn tinh thần vào cái ngày thứ bảy và chủ nhật, để cho mọi người đam mê với những cái đàn của bên cơ sở sản xuất đàn guitar Long để có thể theo dõi được những clip này và ủng hộ cho Long Bùi. Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Hoặc là những người chú, người anh có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất đàn guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức để có thể tận mắt thử những cái đàn, cũng như là một người thợ, người kỹ thuật canh chỉnh những cái đàn này tại chỗ cho mọi người, vệ sinh tại chỗ, thay dây tại chỗ để cho mọi người nắm rõ và ủng hộ cho Long Bùi. Đây là cây Yamaha Sur 300 trên tay của Long Bùi, một cây duy nhất trong cái lô này. Vừa rồi thì về cũng được cứ mỗi một tuần thì mình đi bay về tầm khoảng 12 đến 15 cây, thì cũng được những người chú, người anh ủng hộ Yamaha Sur 300. Thì có cũng có gửi hàng đi, cũng có những chú mà ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12 thì cách cũng 20-30 cây chạy xuống đây để xem và nói Long Bùi, để canh chỉnh theo cái ý muốn của mình. Có những người họ rất thích action ở thấp, có nghĩa là đi cái phần ngựa của nó thấp hết cỡ, có những người họ muốn cái phần ngựa nó hơi nhích lên một tí để cho cái về cái độ âm thanh của nó cộng hưởng cao, thì theo yêu cầu của mọi người ạ. Đây là cái khó của cây Yamaha Sur 300 ha. Đây, logo của Yamaha Sur 300. Sur 300 có nghĩa là hàng của Nhật cũ, họ sản xuất tại Nhật chính hãng, không phải là những cái dòng Sur 40, Sur 80 mà mọi người mua hay mua bên ngoài ở ngoài thị trường. Họ nói là Yamaha nhưng mà đó là dòng mới bên Trung Quốc, China họ sản xuất chính hãng cho Yamaha, nhưng mà nó là của Trung Quốc họ sản xuất. Còn cái này là Yamaha Sur 300 là của Japan. Nếu mọi người theo dõi kỹ bên Long Bùi thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Đó, cái vòng gỗ rất là đều, rất là đẹp ha. Nhiều người hỏi mình nhưng mà mình cũng không có nhớ ai cả, cho nên mình cứ lên clip ở đây, ai
chọn và chuyển tiền trước thì người đó sẽ sở hữu. Tại Long Bùi cũng sẽ không có hứa với ai giữ cho ai hết. Nói chung là có nhiều người hứa xong rồi lại mình không thấy đâu, nói chung lại ảnh hưởng tới những cái người đang cọc đó. Đây là cái âm của sơ ba trăm, mọi người nghe được cái độ rung của cái đàn vẫn còn đang rung ha. Đi bass dây này khi mọi người chọn soi đàn xong rồi Long Bùi sẽ thay cho mọi người một bộ dây của Mỹ hoặc của Pháp, dây mới cao cấp ha. Đó. Chép ha. Mọi người nghe được. Vấn đề mà về kỹ thuật canh chỉnh setup thì mọi người cứ yên tâm ha. Đây là cái logo của cây C300. Cái này là cây số 1 Yamaha C300, có giá là 7 triệu nha mọi người. Vẫn có giá là 7 triệu, duy nhất 7 triệu. Mình không làm cao, dù mình đấu rất cao nhưng mà mình vẫn làm đúng cái giá 7 triệu để mình giữ những cây lắc xích này cho những cái người yêu thích bên Long Bùi, yêu thích bên cơ sở sản xuất đàn Guitar Long đã ủng hộ cho mình. Thì mình vẫn luôn luôn mình nói là cái hàng là mình làm được cái giá tốt, mình vẫn giữ cho mọi người, cho mọi người được sở hữu được những cái đàn gọi là cực kỳ thanh thế như thế này. Có nhiều người hiện bây giờ những người bán đàn Nhật giống như các cái shop khác thì bây giờ họ cũng không tìm ra được Yamaha C300, là những cây đàn đẹp. Thường thường bên mình đã gần như là bao chọn C300, C400, C250, đó là bao nhiêu cây đẹp thì bên mình đều sở hữu trước hết. Đây là cây số 2, cây Matsuoka No 20. Đây là tem Japon ha, Nagoya Japon là đời, những cái đời đầu tiên của họ sản xuất đó. Mọi người sẽ vân gỗ vào đó này. Giống như vừa rồi cây Yamaha mà mình về, một cây Yamaha C300 mình về No 20 chỉ cọc, đẹp, cực kỳ đẹp. Đẹp là đẹp cái vân nha, chứ ở ngoài này thì nó vẫn có những cái dấu chày của ấy nha. Tại vì những cái này là sản xuất năm 72, dòng đời này sản xuất năm 72, bộ có của No 20 này, có dòng No 20 mà chỉ cần đó, có chính hãng của nó đó nha. Cái này thì đặc biệt của cái này thì cũng cần bar action cũng cực kỳ thấp, nó không đẹp thôi, không đẹp do quá lâu rồi, quá cổ rồi, không đẹp nhưng mà vẫn là liên lạc mọi thứ từ mặt ngựa hay cần có cần có, nói chung mọi thứ đều trơn tru hết, gọi là đây. Đó. Cái này chưa lên dây đã không vui à, để lên cái dây cho mọi người ha. Việt Nam mình đã tìm những cái cây này của các shop đó, đa phần là về tới đây là nứt thủng hay là ấy. Còn những cây này của mình là gọi là đẹp, mình mua về những cây sưu tầm. Đây là cái tem của cây No 20 này đó, tem đời ông cố làm đó. Đó.
gọi là thẳng, rất thẳng mọi người, còn rất thẳng. Tem. Đây là chưa vệ sinh gì hết nha. Khi mọi người chọn xong rồi mình sẽ xếp vệ sinh hết, gọi là những cái này cực kỳ cổ luôn. Thường thường những cái này nó có giặt cái năm sản xuất ở phía trong có cần nữa, mình xem kỹ cái. À, cái này là 574 mọi người. Cái này 574 và giặt thẳng trong cái gót cần. Trong gót cần là nó có cái năm trong đó, 574. Mà thấy cái quần gỗ cho những anh em mà chơi sưu tầm. Quần gỗ đẹp từ cái hông cho tới cái bộ lưng cái hông của nó. Quá đẹp luôn. No 20 là cây số 2. Có giá là 8 triệu nha mọi người. Đây là cái hộp của cây Yamaha, mà sao nói chung cái hộp này hộp mỏng lắm, cho nên cái hộp này ở bên đó họ bỏ đèn vào sao thì về mình đỡ vậy thôi. Hộp này quá mỏng mà nó những cây đèn Yamaha, họ chỉ cái này một số họ đánh lên thôi chứ hộp này của cây nó đựng cây nào cũng được hết. Còn ví dụ anh em mà thích những cây siêu tầm, thích hộp đẹp á, mua thêm cái hộp này 5,5 triệu luôn đấy. Đó, nên những cái hộp này bỏ vừa khít cây đèn luôn. Không thì cứ lấy cái hộp đó thôi ha. Lô 20. Lô 20 cây số 2 có giá là 8 triệu nha mọi người ha. Và đây là cây số 3, cây Yamaha Sơ 400. Đó, Sơ 400 cực kỳ hiếm nè mọi người. Đó, bốn cây đây của mình lên Sơ 400. À, cực kỳ hiếm của dòng Yamaha Sơ 400. Khó. Cần rất thẳng. Rất thẳng nha. Đó, mọi người nghe được cái âm thanh không? Cần dây cái nha. Mấy cái này ba là Long Bùi làm clip quay cho mọi người liền, chứ chưa có bộ sinh, chưa có set up canh chỉnh gì hết. Yamaha C400 ha. C400. C400 vừa rồi mình về cũng lắc nhắc một cây và cũng nhiều người chú đã chơi sưu tầm đã dùng dòng C400 này, cao cấp nhất của dòng Yamaha mà đời C ha. C và CB. CB thì có CB500, nhưng mà Yamaha mà đời sơ thì nó chỉ có C400 là cao cấp nhất thôi. C150, 180, 200, 250, C300 và C400 là cao cấp nhất. Dòng C400 thì âm thanh là cực kỳ hay. C400 cực kỳ hay mà. Cây số 3 C400 cũng có giá là 10 triệu. Tiếp theo là cây số 4. Đó, cây này là thiếu cọng dây, cọng dây đó bị đứt. Thường thường thì dây ni lông nó sẽ đứt chỉ 4, không chơi cũng đứt. Số 4. Đó, đợt này mấy cái vòng gỗ nó đều đẹp. 4. Hai cây Yamaha C400 thì cây nào cũng như nhau thôi mọi người. Khó của C400 ha. Đó. Mặt đúng chuẩn của Yamaha luôn. Dạ, yeah, quang. Wow.
rất đẹp. Đó, sơ 400. Mình làm clip lên để cho mọi người dễ dàng chọn đó. Tại nhiều người đang thích sơ 400 lắm, gọi điện những clip lồng mùi lên thì gọi đã hết rồi. Giờ mình có đó, lồng mùi làm liền để cho mọi người chọn rồi. Bắt đầu lồng mùi xúc cho mọi người một bộ dây của Savarez của Pháp hoặc là Dario của Mỹ, tùy theo người. Người thích mình sẽ đắp vào hết, và xin hết tất tập. Còn đàn của bên mình đó là từ phần ngựa này, gót này, phím này, là những cái hàng đấu giá của bên mình là rất là đẹp. Cho nên mọi người cứ yên tâm, cái phần đó là lồng mùi sẽ bảo hành cho mọi người, quý vị không lo một cái gì hết. Khi mà đã mua đàn bên Long Bùi rồi thì không lo một cái gì hết, từ gốc cần Yamaha sơ 400 cũng có giá là 10 triệu ha. Cái này cây số 4, tại vì mình đánh số, tại vì khi có người họ thích cái cây số 3, có người họ thích cây số 4, cho nên mình đánh dấu vào hết 3, 4. Đây là cái hộp của cây sơ 400, khác với cái hộp kia nha. Đó. Ok, đây sơ 400. Rồi, Long Bùi đã kết thúc 4 cây để cho mọi người dễ dàng theo dõi được cái video nó nhẹ nhàng nhất. Ai cần thì có thể liên hệ vào số điện thoại 0987646639 của Long Bùi hoặc là Zalo số điện thoại này luôn, thì mọi người sẽ được Long Bùi tư vấn và đặt hàng nha mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn mọi người trong những clip sau của em Long Bùi ạ.